Đoàn kiểm tra của tỉnh Đồng Nai do ông Phan Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xuất bản in và phát hành xuất bản phẩm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn giai đoạn 2019-2023. Hiện toàn huyện Nhân Trạch có 48 cơ sở nấn, nhà sách, kinh doanh văn phòng phẩm. Huyện Nhân Trạch đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra đối với 32 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Các ngành chức năng của huyện đã kiểm tra gần 8,3 ngàn lượt cơ sở kinh doanh thực phẩm, đã phát hiện và xử phạt 111 cơ sở vi phạm với số tiền phạt gần 628 triệu đồng. Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã ghi nhận những khó khăn và kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật xuất bản. Đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đoàn kiểm tra đề nghị phải xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm hoặc tái vi phạm nhiều lần trong thời gian tới.